tình hạn chế du lịch Đài Loan của Trung Quốc, chính phủ đang tích cực chuyển hướng khai thác du khách các nước thuộc chính sách hướng Nam mới. Nhưng vào tháng 12 năm ngoái, sự kiện hơn 100 du khách Việt Nam bỏ trốn đã gióng lên hồi chuông cảnh báo. Theo thống kê của Sở Di dân, từ khi bắt đầu khai thác và đưa ra chính sách miễn thị thực đối với du khách các nước Thái Lan, Indonesia và Việt Nam, thì 3 năm trở lại đây, số lượng du khách các nước Đông Nam Á cư trú phi pháp ở Đài Loan đã vượt quá 8.443 người, trong đó 5.000 người bị bắt do các hành vi phi pháp, bao gồm làm việc bất hợp pháp, sử dụng giấy tờ giả và visa không phù hợp. Các doanh nghiệp thì lại hoan nghênh khai thác các nguồn du khách mới, tuy nhiên cho rằng chính phủ cũng cần có các biện pháp đi kèm và tăng cường công tác kiểm soát từ phía Sở Di dân. Theo Cục Du lịch, kể từ khi xảy ra sự kiện vào năm ngoái thì đã hợp tác với các cơ quan Việt Nam, tăng cường công tác kiểm duyệt khách đoàn Việt Nam và siết chặt khâu quản lý sau khi nhập cảnh. Do đó, trong năm nay, số lượng du khách đến Đài Loan du lịch bằng visa quan hồng là khoảng hơn 38.000 lượt người, nhưng chỉ có 17 người có hành vi phạm pháp. Các đoàn thể lao động nước ngoài cho rằng, tuy một số du khách bị gạt đến Đài Loan, nhưng cũng có một số người lợi dụng kẽ hở để đến Đài Loan làm việc, đồng thời bác bỏ việc các giới lo ngại du khách Đông Nam Á càng nhiều sẽ làm ảnh hưởng đến vấn đề an ninh của Đài Loan, cho rằng đó chỉ là định kiến không đáng có. Ngày 14 tháng 8, Bộ Lao động sẽ tiến hành xem xét dự thảo điều chỉnh lương cơ bản vào năm tới. Trong khi các đoàn thể công thương đề nghị giữ nguyên thì sáng ngày 12, các đoàn thể lao động mở cuộc họp báo nêu rõ, nếu muốn theo kịp với vật giá hiện nay thì lương cơ bản phải là vào khoảng 29.199 đài tệ, lương tính theo giờ phải là 169 đài tệ, đồng thời cần tăng nhanh trong một lần mới có thể thay đổi được tình hình lương thấp như hiện nay. Theo thống kê của Bộ Lao động, hơn 2,5 triệu lao động bản địa và nước ngoài mỗi năm đều mong chờ chính phủ có thể tăng nhanh một lần. Thế nhưng từ năm 2017 đến nay, lương cơ bản chỉ tăng khoảng 5%. Theo Bộ Lao động, năm nay sẽ áp dụng chính sách điều chỉnh ôn hòa. Các giới dự đoán năm nay đại diện phía doanh nghiệp và người lao động sẽ tranh luận và kéo mức tăng tầm 3-5% trong hội nghị lần này. Lao phong ủy viên 已经主张说要至少调涨的幅度是5%. Phía các doanh nghiệp đưa ra lý do tình hình kinh tế kém sắc, nhưng bên đoàn thể lao động căn cứ theo quan sát của Hội Phát triển Quốc gia chỉ ra rằng Đài Loan được hưởng lợi rất nhiều từ cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Tính đến cuối tháng 7, GDP kinh tế của quý 2 năm nay đã tăng từ 1,78% lên 2,41%. Những ảnh hưởng từ cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung dự kiến sẽ đóng vai trò then chốt và sẽ được đưa lên bàn đàm phán lần này. Bộ Lao động sẽ tổng hợp ý kiến từ các giới và xem xét tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp cũng như tình hình của người lao động và sự phát triển của nền kinh tế để làm căn cứ xem xét. Mưa lớn do đới khí lưu Tây Nam từ bão Lekima gây ra thiệt hại tại nhiều nơi ở khu vực Trung Bộ. Ngày 11, tại khu vực 22,6 km trên tuyến 124 từ Nam Trang Miêu đến Miêu Luật đã xảy ra sạt lở quy mô lớn, gây ách tắc giao thông dự kiến đến tối ngày hôm nay mới có thể khôi phục. Sáng sớm ngày 12 tháng 8 xảy ra mưa lớn tập trung tại khu vực Ô Nhật Nam Đồn ở Đại Trung. Trong 6 giờ lượng mưa đã vượt quá 161mm khiến nhiều nơi ngập nặng. Nhiều ô tô bị hư hỏng, phía cảnh sát đã phải tiến hành phong tỏa khẩn cấp. Một người dân ở khu vực Bộ Diêm Chương Hóa ghi được khoảnh khắc được cho là lốc xoáy, sau đó đăng tải trên mạng Facebook. Địa điểm nằm tiếp giáp giữa hai thôn Tây Hồ và Đại Hữu, khiến nhiều hoa màu đổ rạp. Đơn vị khí tượng cho biết do thời tiết không ổn định, tạo nên mây xoáy hình phiểu nhưng vẫn chưa phải là lốc xoáy chạm đến mặt đất. Tuy nhiên cũng nhắc nhở người dân nên lưu ý đề phòng do thời tiết hiện nay vẫn chưa ổn định. Bão Lekima không đi vào Đài Loan mà đổi hướng sang Trung Quốc. Đợt thiên tai lần này gây nên thiệt hại khá lớn. Ngày 10 tháng 8, bão từ Trấn Giang đi vào đất liền, mang theo lượng mưa lớn với sức gió mạnh, gây ra lũ quét tại một thôn làng thuộc huyện Vĩnh Gia. Hàng trăm người không kịp sơ tán khiến nhiều người bị nạn. Đến chiều ngày 11, ở tỉnh Chiết Giang đã có 32 người thiệt mạng, 16 người mất tích và 36.000 ngôi nhà bị sập và hư hại. Ngoài ra, ở tỉnh Giang Tô cũng có một người thiệt mạng do bão. Ở nhiều nơi, người dân rơi vào cảnh mất nhà cửa, bị cô lập, mất điện và hoa màu bị ngập úng. Tối ngày 11, bão Lekima lần thứ hai tiến vào Trung Quốc từ khu vực Thanh đảo Sơn Đông. Khi chưa vào đất liền, nó đã mang lại lượng mưa với sức gió lớn, khiến giới truyền thông Trung Quốc đánh giá đây là một trong ba cơn bão lớn nhất khu vực Hoa Đông trong 70 năm trở lại đây. Theo thống kê của Bộ Quản lý ứng biến khẩn cấp Trung Quốc, có khoảng 6 triệu người bị ảnh hưởng do thiên tai và tổn thất kinh tế là khoảng 10 tỷ nhân dân tệ.